Tí nữa anh có phải đi hộ chở bột đá nữa không anh Phong? Tí em vẫn lên trên đấy, lúc em còn chở nữa bởi vì không có ai giúp ấy. À dạ dạ. Có em và anh chứ. À. Em thôi, em ít tuổi hơn anh mà. Em ít tuổi hơn anh mà. Không. Dê cũng là của nhà em à Phó? Dạ, dê cũng là của nó em ạ. À, hay có bò nhỉ? Dạ. Ngày hôm nay thì vợ đi bên ngoại rồi thì không ai giúp thì mẹ em về giúp em. À đây là mẹ em à? Đây là mẹ em ạ, bởi vì là em đem ở trên đấy giúp là em vận chợ vận điện rồi thì không ai các cậu giúp cho bò ăn ấy. Dạ. Bảo mẹ em các cậu giúp cho. Dạ, mẹ đẻ của em mà. Dạ dạ. Vâng. Ôi đây rồi mọi người ạ. Ôi. Ấy, con này đẻ được bao nhiêu tháng rồi? Chắc là chưa được tháng. Chưa được tháng. Ôi trời ơi, con đẻ được mấy tuổi anh ạ? Được mấy tuổi rồi? Đấy đi chắc được mấy ho nào mà cho 20 ngày thôi. 20 ngày. Quá hai. Mừng rồi, mừng cho em dính rồi, được con bé rồi. Có bé. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin kính chào quý cô bác. Chúng tôi chuyên cung cấp mật ong rừng, mật ong hoa bạc hà nguyên chất của đồng bào người Hơ Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nụ hoa tam thất, củ tam thất, hạt mắc khén, hạt dổi, măng khô, thịt trâu, bò khô, thịt treo, lạp sườn, đồ ngâm rượu và các đặc sản của vùng Đông Bắc. Với nhiều loại đặc sản cùng sự tận tâm, chúng tôi mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ quý khách hàng. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin chân thành cảm ơn. Em Gia đây đi cùng mình, phóng đi đổ xăng mất rồi. Đây hôm nay đi vào để mua bếp ga cho gia đình nhà em Pó. Ừ, anh chào em nhé. Đây chà. Toàn hơn triệu luôn. Cái này là 800 rồi. Có cái nào ở đấy không? Giá hợp lý hơn tí không? Hợp lý hơn tí thì có cái này ạ. À. Mua ở trong này thì thứ nhất là dùng được bảo hành mọi người ạ. Đảm bảo. Sun Hau đây là của Việt Nam sản xuất đấy đúng không? Thương hiệu nổi tiếng của đồ gia dụng này. Ừ. Này dùng khá tiết kiệm ga. 760, 730. Cái này là 700 mọi người ạ. Đây lấy cho anh cái này. Bảo hành như nào đấy? Cái này bảo hành ra 1 năm nhé anh nhá. 1 năm à? Trong tháng đầu tiên mà có lỗi của nhà sản xuất ấy, mình sẽ được đổi mới luôn ạ. À, còn đâu là trong vòng 1 năm là trong... Em sẽ gửi về hãng bảo hành cho anh nhé. Rồi. Mua những siêu thị điện máy lớn nó uy tín mà. Mua ở ngoài chợ thì những cái giá nó cũng trung bình tầm hơn 600, 650 một cái rồi. Ở đây có bán van ga không? Van ga thì bọn em không có. Không có à? Thì cái này thì lên cây xăng mua. Van ga với cả dây ga. Dây ga, ừ. Thì anh sẽ lên cây xăng mua. Rồi anh cảm ơn. Lấy cho anh cái này nhé. 700 nghìn đúng không? Không bớt đâu à nhỉ? Không có giảm giá không? Bọn em bán theo giá. À, 775 bớt còn... 700 nghìn giảm giá. Thôi được rồi, lấy của anh nhé. Ừ. Tưởng hôm nay chú Gia bảo đi cho bảo hỏi biết điện máy xanh không. Bảo biết thế mà phóng vèo phát mình đuổi không kịp. Nó đi mua trước. Bây giờ anh em đang ở nhà chuẩn bị nấu cơm thì ăn cơm rồi. Ăn cơm xong đi xóm. Ô, cái kiềng người ta để đâu ấy nhỉ? Ở dưới à dưới đúng không? Ừ. Không nhìn thấy tựa vào thiếu cái kiềng ấy. À đấy, cô đây có nhờ mình đi mua một bộ ấm chén cho em này nữa. Tí là lát lên trên kia để đi mua luôn. Ở hiện tại thì cháu và anh đã đến Niêm Sơn, xã Niêm Sơn ấy. Thì anh cũng có nhắc là vào đây trong này thì đi mua một bình ga mọi người ạ. Sau đó là sẽ gọi anh Pó nhá anh nhỉ? Yeah. Anh Pó xuống bê lên nhà cho anh Pó. Ok, thì bây giờ anh Diêm và cháu vào đây thì cũng thấy cửa hàng này có bán bếp ga. Thôi chào anh nhá.
nào mình bán bình ga đúng không anh? Ờ đúng rồi. Cho anh mua một bình ga với. Vâng. Ôi. Cái bên này em. Cái có ga anh. À đợi mà mấy này này. Cái kia là cái vỏ nguyên vỏ luôn. Thế một bình bao này như bình như này bao tiền đấy? Cái ga là 420, còn cái vỏ là 250.000. Thế tính tổng lại là 650. 670.000. 670 à? Nhưng mà em lấy thì bớt cho 20.000. À ờ. 650. Ok. Hôm nay anh em mình gạt chữ quá thì cũng rất là tốt. Bớt cho 20.000. 20.000 thôi thế cũng được. Thế bây giờ ga là lên giá đấy. Vâng vâng. Bây giờ cái gì cũng lên giá mà. Anh cầm đi. Chung nó bình ga này nhỉ? Chung nó lên làm được mà. Thế nãy anh em mình đi ở bên ngoài kia mưa nhờ trong Liên Sơn này nóng thật. Nóng oi luôn. Nhiều bạn mưa to đấy. Vâng. Nhiều biến này nó có thấy hầm mưa nào đâu. Nóng nữa. Một xe nó lại nó chú ạ. Như bây giờ huyện Mèo Vạc đang mưa đấy. Mưa nhỏ thôi. Diễn Liên Sơn này toàn là núi đất thôi. Cho Mèo Vạc này, núi đá. Người ta gọi núi đá vùng cao. Núi đá vùng cao. Đấy, anh một tay nấy chứ. Cho nó nhanh. Đấy. Anh mình trồng cái bình gan lên là được. Ok ok. Đấy. Để anh giữ để chú đem lên trên này nhé. Được. Buộc chắc nhá. Buộc xong rồi anh em đi lên trên nhà em có dính thì cũng hơi khó mọi người. Vâng. Gặp đất. Hiện tại mưa thì chắc thì anh em đi bộ lên thôi. Bộ thôi. Anh chú thì lái xe lao rồi, thả anh thì anh vừa mới lái xe. Em cũng không thả lái xe đâu, em đi bộ thôi. Mưa này đi trơn lắm. Không đùa được. Lấy xe này nhá. Chú lấy xe bên kia. Ok. Em camera này. Để em đèo em quay phim. Tiền thừa chủ quán luôn. Đây anh mình vào chuẩn bị lấy đồ dùng cho em pó đấy. Bây giờ thì em riêng với chú già đã mua được bình ga rồi thì em cũng xin hẹn mọi người sau 20 phút nữa. Vâng. Để cũng khám xong. Vâng. Xin kính chào quý cô bác anh chị và mọi người đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Thì hôm nay như mọi người theo dõi từ đầu thì anh Long có mua những phần quà vào cho nhà anh Pó ở đây. Thì xin phép mọi người, anh Pó cũng hơn tuổi cháu thì cháu gọi anh ấy là anh. Thì hiện tại thì nãy anh Gia và cháu vừa mua được thêm một cái bình ga ở đây rồi. Đường hiện tại hôm nay mưa ấy mọi người. Đường hơi trơn nhánh nhỉ. Thì mình cũng sẽ gọi anh Pó xuống hỗ trợ. Thì em cũng sẽ hỗ trợ anh Pó chở bình ga nhá anh Pó nhá. Dạ. Vâng. Nãy thì bọn cháu cũng vừa mới gọi anh Pó xuống đây. Dạ, ngày hôm nay em có chút công việc đi giúp Evan ở trên đấy chợ vật liệu. Em dạ. Xuống muộn hơi một chút. Không sao không sao. Dạ. Đây. Giúp anh cái bình ga nhé. Dạ, dạ, được. Đây, anh buộc, em buộc cái bình ga này. Tí nữa anh có phải đi hộ chở bột đá nữa không anh Phó? Tí em vẫn lên trên đấy giúp em vẫn chở nữa bởi vì không có ai giúp em. À, dạ, dạ. Có em và anh chứ. À. Em thôi, em ít tuổi hơn anh mà. Em ít tuổi hơn anh mà. Anh chắc anh hơn chứ. Không, em mới 2000 thôi, em 22 tuổi thôi. À, thế. Vâng. Ít tuổi hơn anh mà. Và anh Gia thì anh gọi là anh rồi. Anh Gia 9 mấy nhỉ? Anh Gia 92. Anh Gia hộ em một bên bởi vì em sợ buộc bên này nó bị nghiêng xuống bên. Đây đây. Anh Long có chút việc không xuống được hay này? Vâng, anh Long hôm nay bận có hỗ trợ em và bên kênh của anh Long ấy. Có đưa đi khám. Vâng. Vâng.
đi Hà Giang luôn đấy. Vâng, đi Hà Giang khám. Ủa chắc nhá, đường xấu lắm. Chắc rồi, thoải mái. Kéo lên đây nữa được. Ủa đây nóng thế đấy anh Phó ạ. Dưới này nóng quá, ở trên trên mìa vàng vẫn lạnh. Nóng kinh khủng luôn, giờ em thấy tắt hết mồ hôi rồi. Ôi giời, cái này nó không một tạm đây. Mưa ở chỗ có cái gì trong này không? Để như thế này. Nãy anh Diêu còn nói với cháu là hôm nay mưa đường hơi trơn, anh Diêu không dám đi xe. Hôm nay chú đi nhá. Chú anh vừa đi xe anh đi không lên được, lên dốc anh không được, lên không được đâu. Rồi thế anh với bạn cameraman sẽ đi xe này. Còn em hộ anh Pó chở một cái bếp ga lại bao gạo lên. Thế anh không lên được thì để mà em đưa em chợ bao gạo nữa. Bởi vì đường anh em đi không quên đấy. Thế anh hỗ trợ em bao gạo nhá. Em xin phép mọi người ạ. Cháu cũng hơi ngại đi lên đường này, đường đất thì không đi quen được. Vâng vâng. Anh hộ em nhá. Nhưng mà đi từ từ thôi đấy. Vâng. Chờ vợ em với. Cái đường ngại thật. Mưa này đường đất trơn lắm rồi. Vậy thì xin mời quý cô bác, anh chị và mọi người cùng cháu và anh Diên lên đi nhà anh Pó ạ. Đi thôi, anh em đi thôi.
đến đây. Thôi anh em cùng đến đây. Hôm nay là may là trời không mưa lắm. Đi cũng hơi không khó. Mưa này chắc là không lên được đấy. Không lên được đâu. Phải đi bộ lên đấy. Dưới này nóng quá. Nóng. Dưới Niêm Sơn này nóng quá. Không giống như ở trên dựa đang anh ạ. Vâng. Xin phép mọi người là cháu và anh Dê thì cũng cởi bỏ bộ quần áo mưa. Cháu cũng xin phép cởi bộ quần áo mưa cho đỡ nóng mọi người. Xin chào mọi người, hiện tại Cao Nguyên Đá đang có những sản phẩm đó là mật ong hoa bạc hà là 550 một lít, mật ong rừng là 400.000. Các bác lấy từ 2 lít trở lên sẽ được miễn phí tiền vận chuyển. Mình bao gồm ship cả khắp cả nước. Ngoài ra còn có sản phẩm là măng khô, có hai loại măng dối và măng miếng. Tiếp theo nữa là có hạt dổi, quả ốc chó và hoa đu đủ khô nữa. Ngoài ra ở đây có một sản phẩm rất đặc biệt, đó là rượu ngô men lá ngâm với sâm cao. Quý cô bác mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại ở ngay trên góc màn hình. Những sản phẩm của Cao Nguyên Đá bao gồm sẽ có tem và logo của kênh để mọi người có thể nhận diện, tránh trường hợp bị đánh cháo, cũng như là cách đóng gói là rất là cẩn thận, bao gồm là có một phần màng ni lông ở đây tránh trường hợp bị bóc khi trong quá trình ship hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hiện tại thì anh em mình đang nghỉ hết thợ rồi. Cỡ chuẩn bị tháo cái bếp ga ở đây. Cái bình ga thì em có chợ trên này. Đây. Dành bùa dưới này. Được le thì cũng hơi dốc mọi người. Không bùa có hàm chắc thì cũng khó le đấy. Sợ con đường này thật. Vâng. Đây. Tưởng đây. Đây là thế nhu yếu phẩm đó. Nhu yếu phẩm thì đây mình đi đây. Cái đấy. Sắt đế nhà em phố rồi mọi người ạ. Nhà em phố ở ngay phía bên này này. Nhà em phố là mới xây xong lâu chưa? Lâu rồi ạ. Nhà em phố này. Cái bê đầu hồ này thì cống rất là rộng này. Cái này thì lát được một cái xanh rất rộng đấy. Đấy, bên ngoài hiên thì chắc là dưới này nóng quá. Đấy, đây thì không có giường ngủ của em Pó này. Anh Pó ra đây nhiều chút. Em thấy bên ngoài mình có cái lá là làm cho anh ngủ đây Pó. Dạ, cái chỗ này thì anh ngủ để cho con bò. Dê cũng là của nhà em à Phó? Dạ, dê cũng là của nó ạ. Hay có bò nhỉ? Dạ. Ngày hôm nay thì vợ đi bên ngoại thì không ai giúp, thì mẹ em về giúp em. À, đây là mẹ em à? Đây là mẹ em ạ, bởi vì là em đem ở trên đấy giúp em vần chợ vần điệu rồi thì không ai các con giúp cho bò ăn ấy. Bảo mẹ em các con giúp cho. Dạ, mẹ đẻ của em à? Dạ. Vâng. Thế thì vào nhà uống nước đi. Vâng, cảm ơn chú ạ. Nhà anh là chưa có chuyện đâu. Em bố ơi. Dạ. Ở ngoài này đổ cái tấn đa để làm gì đấy? Em đổ để mà khi nào em có tiền mua bếp ga, nhưng mà cô bác cũng rất là thương đấy. Cái này để về rồi thì tí em nhất lên để chỗ này. Và để tiền để anh em mình vào đây tí anh em mình họ đổ chú. Dạ. Đấy, nhất để lắc luôn cái bộ bếp ga cho dạ. Chú. Đấy. Và để tạm bàn lô. Cái nhà của chú Pó thì cũng là cân lực
cống lược bởi bà cái máy tôn. Dạ đúng rồi, anh cảm ơn. Nước ạ. Vâng, vâng. Dạ, em bật nước ạ. Dạ. Anh cảm ơn anh. Vâng. Em mời anh nước nhá. Dạ. Cháu mời quý cô bác anh chị. Mời quý cô bác uống nước ạ. Dạ. Mời các bác dùng nước cùng gia đình em Pó. Nước này vừa mới đun nóng quá. Nóng rồi. Nóng. Bây giờ đi từ dưới kia tắt hết một hồi uống nước nóng còn nóng hơn. Dạ. Nhà anh Pó chưa có điện đến hồi tối mọi người. Thế anh em uống nước xong thì sẽ trao phần quà cho anh. Dạ. À nhắc đến uống nước thì hôm nay em và anh Dê vào ấy. Thì anh Long cũng có muốn tặng cho anh một cái phần quà nữa. Đó là một cái ống chè, chè. Ống chè, đấy. Ống chè như trong này có chè. À thế cơ. Thì đây, túi này. Uống nước mới nhớ đến mọi người. Em lấy cho nhé. Để chú Pó với anh ngồi ở trên mà uống nước nhé. Chú lấy ra nhé. Đây, 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 lấy được. Đây thì là à, cái ống ống này là ống tre. Đây là cái ống tre à. Mà bên trong này có chè. À thế mà cơ. Rất là thơm mùi và mùi chè và cả mùi lẫn mùi tre nữa anh ạ. Đây thì anh Long đây là cái phần quà mà anh Long tặng anh nhá. À thế cơ. Vâng. Thế thì em rất là mừng, em không biết nói gì nữa. Em rất là mừng nhận được cái phần quà của anh Long. Thì em không biết nói gì, em gửi lời cảm ơn tới anh Long và cả gia đình anh Long luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gần nhiều may mắn ạ. Anh Long đã tặng cho em rồi thì nhân tiện hôm nay có hai anh em nữa thì mình pha thử xem có thơm như thế nào không. Rồi. Nhưng mà em cảm thấy nó cũng rất là thơm. Có gì không? Vâng, có. Rất là thơm ạ. Dạ, anh ơi, anh phải lấy một con dao anh bổ đuôi ra, đuôi ra để lấy từng khúc. Vâng, được không? Để em thử tháo xem nó có ra không. Nó cực kỳ là thơm nhưng mà không biết anh Long là bán hay là anh Long là tặng cho em thôi. Đấy, anh Long là cả bán, cái này là tặng cho anh thôi. Vâng. Thế cơ. À thế thì rất tốt rồi. À có một đoạn như này nhờ. Thử phan uống xem nào. Nó cực kỳ là thơm luôn. Thơm, rất là thơm. À. Đấy. Mình giống cơm lao quá mọi người. Vâng, đúng đấy. Nếu có cô bác nào muốn thử thì cứ alo cho anh Bé anh Long để mà cũng muốn đi thử xem. Vâng. Vâng. Thế tạm thời là thông báo tin vui cho anh một chút là cũng trong cái phần quà đấy anh cũng có một bộ ấm chén nữa, được tặng một bộ ấm chén. Thì hiện tại bây giờ anh em mình cứ dùng trước cốc này đã. Thì nữa xong thì sẽ tặng luôn một thể cái phần quà của anh ạ. Dạ. Hình như là cái phần quà hôm nay ấy, anh Long nhờ em với anh trở vào là hình như là cái phần quà này là quả cốt trúc ở Đồng Nai. Cốt trúc ở Đồng Nai. Vì em Diên cũng xin phép cốt trúc thì cũng tiện vào đây rồi thì cũng đến gia đình ở trên nhà chú Pó rồi thì anh mình sẽ dừng xin phép lại dừng trước đấy đã em Pó đã phan chè rồi. Tí em cảm ơn cô nè. Em chưa cảm ơn thì em cũng rất là ngại dừng. Đây thì anh em cứ uống nước xong sẽ tặng cái phần quà của cô. Đây. Thơm rồi, rất thơm. Hôm nay thì anh Long mua ở đây này có 6 cái chén, nhưng mà ở đây thì có 3 anh em mình thôi. Chỉ dùng tạ 3 cái trước. Vâng, 3 cái. Anh mang về đây để mà... Thì muốn chè ngon thì phải uống cái chè bé bé này thôi. Vâng. Nó ngon. Cốc này chị cần lúc mình đi làm về. Uống nước. Mình dùng cái nước lầu đấy để đổ vào trong này thôi. Vâng. Chè rất được rồi đấy. Vâng. Vâng. Như mọi người nhìn cái chè này. Chè này giống cam. Như là mật ong luôn đấy. Màu mật ong. Dạ. Nhìn màu nó lại khác gì hoa bà hà, mật ong hoa bà hà đấy. Vâng. Dạ mình thử xem nào. Vâng, một người cần một chè. Cháu mời quý cô bác, anh chị và mọi người ạ. Vâng. Thì hôm nay thì hôm nay cũng là lần đầu tiên em Dìa được thưởng thức về không biết anh Long lấy cái gì để mà làm mặt thơm thế này nhỉ. Đấy mình thử được thơm và ngon. Vâng. Đúng chè để trong ống chè uống ngon thật. Dạ. Cơm người ta lấy về để trong này ăn cũng ngon mà. Người ăn ngon lắm. Vâng. Cái cơm làm trước hồi nhỏ ấy, bố mẹ em hay đi chợ mua những ống chè cơm lang này. Vâng. Ăn cơm chỗ này ngon thật sự. Vâng. Dạ.
chè làm đẻ chè trong cái ống tre như là chú có dùng lần nào chưa? À, chưa. 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 Rất là lần nào lần này lần kia nhỉ. Phần chè này thì khi nào mà có khách đến ấy thì mình có thể pha cho khách. Được ạ. Có nước mời các quý cô bác đàng hoàng. Vâng. Dạ anh em uống nước xong là em sẽ nhờ anh Pó ra đây nhé để em nói về cái phần quà hôm nay. Cũng như là tí nữa có anh Gia và em ấy cũng có hộ anh lắp cái bếp ga luôn. Dạ được. Vâng. Thôi thì uống xong rồi thì anh em ra đây thôi. Thì mình ra đây nói chuyện chút đấy. Thì phần quà anh em sẽ bê ra đây để nói rõ cho mọi người. Dưới cái này không được đấy. Thế thì anh đứng đây ra để em nói cái phần quà hôm nay nhé. Đây phần quà hôm nay anh Pó ạ. Dạ. Thì có cô Trúc ở Đồng Nai có gửi cho anh 6 triệu. À. Vâng, trong đấy thì có hỗ trợ cho anh là 5 triệu nhá. Mua bếp ga này, lắp điện và một bộ ấm chén là 5 triệu. À. Tất cả cái này là chỉ hỗ trợ anh 5 triệu thôi. Và còn 1 triệu còn lại thì tí nữa em cũng sẽ nói sau cái phần quà đấy quá. Ờ em chào anh Dương nhá. Chào anh Dương nhá. Vâng. Dạ anh Dương mới về đến này. Dạ chào anh. Nhà em Phó được cô bác hỗ trợ cho một bộ bếp ga nữa cả. Dạ đúng. À mới có một cô Trúc ở Đồng Nai có hỗ trợ cái phần quà này đến anh Phó. À em Dương xin kính chào quý cô bác anh chị quý vị khán giả ở bên kênh Cao Nguyên Đá. Thực sự là hôm nay thì cũng rất là mừng khi mà em có được cái cô bác ở bên kênh Cao Nguyên Đá đã hỗ trợ cái bếp ga cũng như những cái khoản khác đến cho gia đình em có. Vâng. Ban nãy thì anh em phải ở phía bên kia thì cũng bất ngờ được nhận được cuộc gọi của em anh mới từ sang bên kia sang bên này. Dạ vâng. Thì cũng có anh Dương đây, cháu xin phép là nãy trước ấy thì vừa rồi thì cháu cũng gọi điện cho anh Dương là có tặng cái phần quà cho anh Pó ấy. Nhưng mà cái phần tiền thưởng lại thì trao cho anh để em hộ đi mua mình lắp điện cho nhà anh Pó ấy. À vâng vâng. Đây thì có anh có chưa nói hết nội dung được. Em xin phép nhá. Vâng. Đấy thì trong ở đây thì em có mua một bếp ga là 700.000 này. Đây bếp ga 700.000 nhá. Dạ. Cái van bếp ga ga bếp ga dây này là 255.000. Dạ. Và cái bộ ấm chén nãy anh em mình dùng kia là 80.000 này. Vâng. Có cái bình ga là 550. Dạ. Thì đây để em tổng lại nhá. 650. À 650. 650, chú lại nhận đấy. Đưa bạn cha này, chủ quá bục 50 là. Được đấy. Chủ quán bảo là 670, 670 có giảm 20.000 cho anh. Và bớt 20.000 cho hai anh em mình. Đấy thì để em nói lại cho anh Pó nhá. Dạ. Thì bếp ga là hết 700.000 này. Thì van vặn bếp ga là 255 này. Bộ ấm chén là 80.000. Vâng. Và cái bình ga nữa là 650.000. Dạ. Tổng là hết 1.685.000 nhá. À. Đấy thì còn tiền phần tiền hỗ trợ còn lại là em sẽ trao tiền mặt cho anh. Là trao cho anh Dương ấy. Vâng. Là đi hỗ trợ nhà anh mua điện. Dạ. Lắp điện ấy. Mua dây điện. Thì phần này là em mua hết là 1.685.000 bình thường là 3.315.000 trao tiền mặt cho anh Dương ạ. À, dạ thế cái phần tiền là của cô nào ạ? Cô Trúc ở Đồng Nai. À cô Trúc ở Đồng Nai ạ. Dạ cháu xin chân thành gửi lời cảm ơn tới cô Trúc ở Đồng Nai ạ. Cô tấm lòng của cô rất tốt và luôn luôn yêu thương đến gia đình cháu nữa. Cô gửi cái số tiền cho tem anh Long để mà mua bếp ga và mua cả đĩa cho gia đình cháu nữa. Cháu không có gì, cháu chúc cô và cả gia đình cô luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gần nhiều may mắn ạ. Vâng. Vâng. Em Dương xin phép thay anh Ngọc cũng chân thành cảm ơn cô Trúc ở Đồng Nai cũng như là vâng, cô Trúc đã gửi cái phần quà cũng như là hỗ trợ những cái đồ dùng cần thiết để cho gia đình của em Pó một lần nữa thì em Dương xin chân thành cảm ơn cô, chúc cô cũng như toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và bình an. Vâng. Còn cái khoản tiền kia thì thật sự là cũng không biết là bên kênh của em ấy thì gửi cái những khoản tiền đấy là trao cho em Pó hay là để làm mình tức là kéo điện chỗ nhà em Pó luôn thì kéo điện cho nhà anh Pó để cái mong muốn của cô Trúc vậy. À vâng, có hỗ trợ mua bếp ga này.
cái phần tiền thừa còn lại thì sẽ đưa cho anh để anh hỗ trợ anh Pó này, mua lắp điện. Mua giải điện đấy, để lắp điện họ và em trao cho anh lại là 3.315.000 nhé. Đây là cái phần tiền thừa đấy, để em đi phép trao cho anh. Anh đến đây đủ không? Đây, em Dương cũng vừa gọi là nhận cái số tiền của cô Trúc ở bên, bên Cao Nguyên Đá để hỗ trợ cho nhà em Pó. Thì em Dương với cái số tiền này, em Dương cũng xin hứa với quý cô bác là em Dương sẽ sử dụng để mà mua và cái dây điện cũng như là kéo điện cho gia đình nhà em Pó. Và những cái khi mà đây là cái số tiền là 3.315.000 em nhé. Vâng, 3.315.000. Khi nào mà anh em được cái tin bản xác nhân tộc mua dây điện này cũng như là kéo điện và mua chi tiêu bao nhiêu thì em Dương cũng sẽ ghi ở phần đầu video của mỗi video anh em và lắp điện cũng như là vào thông báo cái quỹ ạ. Vâng, đây là cái khoản quỹ của em đây nhá em Pó nhá. Đây cô bác cô Trúc cũng đã gửi đến khoản tiền để mà kéo dây điện cho nhà em rồi. Thì hiện tại thì cũng là khá là muộn rồi, nếu mà mua dây điện thì cũng phải ra miêu vạc để mà mua cơ. Dạ đúng đấy ạ. Thì chắc là để phải mai hoặc là ngày kia thì anh em sẽ tiến hành làm sau. Vâng, được anh ạ. Vâng. Và cũng với cái bếp ga này này thì không biết là ngày trước em có được dùng hay chưa, thì anh cũng muốn dặn em một chút. Bởi vì cái ga này cũng rất là tiện lợi nhưng mà nó cũng khá là nguy hiểm. Dạ đúng đấy. Thì khi nào mà hai vợ chồng em dùng bếp ga ấy, nhớ khi mà dùng xong thì phải vặn chặt cái ga vào ra. Bao giờ vặn cái này này. Đấy, bao giờ cũng phải để một cái rẻ. Vâng. Em lấy cái rẻ ướt hoặc rẻ khô cũng được để chùm lên trên này đi. Vâng. Nhá. Vâng. Bởi vì và lát nữa thôi được thì lát nữa anh em mình sẽ hỗ trợ em có lắp cái van này vào luôn. Vâng, vâng, vâng. Làm sao vặn thật chặt vào để cho nó không phải bị hở ga này. Lúc hai vợ chồng mở ga thì cũng phải được có để nước gần cái bình để ga nhé. Đúng rồi. Thì lúc đầu anh em bảo cũng bảo với anh Pó là anh Dìa và em sẽ hộ anh Pó lắp ga. Thì cũng rất là cảm ơn anh cũng dành một chút thời gian về đây để mà trao cái phần tiền với anh Pó. Anh hỗ trợ mua điện phải là anh còn phải nói lời cảm ơn bởi vì cũng qua các em làm cầu nối từ bên kênh Cao Nguyên Đá cũng hỗ trợ được cho nhà em Pó được bình ga này, có cả bếp ga đầy đủ tiện nghi với cả cái bên đường điện nữa, thì rất là cảm ơn kênh Cao Nguyên Đá và là cho anh gửi lời cảm ơn đến cho anh Long nha em nhé. Cháu cũng xin được cảm ơn cô Trúc đã gửi cái phần quà cho anh Pó đang được bên anh Ngọc và sát dân tộc hỗ trợ. Thì chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, và em Dương xin thưa với cô bác và xin muốn nhắc lại cái số tiền mà em già bên Cao Nguyên Đá cũng vừa mới gửi cho trao cho em Dương để làm phần tiền quỹ kéo dây điện cho nhà em Pó, đó là 3.315.000 ạ. Đấy là số tiền mà em Dương vừa nhận được, thì cái số tiền thì em Dương sẽ mua dây điện và cũng như là kéo điện cho gia đình em Pó. Còn bây giờ thì chắc anh em mình là hộ em Pó lắp cái bình ga thôi em nhỉ. Okay. Đây mình anh Dương anh thế là cái này để anh em mình này mở cái đây trước thôi. Vừa mới về đến đi uống nước đã, bởi vì vừa nãy em được anh Long tặng một ống trà. Một ống trà đấy. Vâng. Bây giờ anh em mình lắp bình ga đây. Vâng. Rồi lắp bình ga sau. Vâng. Cái này đây này. Có con dao nào không Pó? Lấy cho anh mượn con dao đây. Mở cái đấy trước và cái này. Em có nói là lắp điện ở bên ngoài đúng không? Lắp ở bên nhà bếp, phòng bếp này ạ. Cái này để chú Dìa làm đây nhỉ? Đây đây. Đây đây. Này em cũng chưa biết làm nữa. Trường lắp bao giờ đâu đúng không? Em kiếm cái rẻ vì đi để tí nữa vặn cái này cho chặt một tí. Vâng. Là cái gì? Rẻ. Rẻ. Nhờ mình tháo ngược cái sao? Ui, mới tinh luôn nha. Mới tinh luôn đấy. Bộ này có bộ này thì tiện lợi rồi, đỡ phải đun bếp củi. Đây với cô bác là cái không của bên kênh Cao Nguyên Đá đã hỗ trợ được cho gia đình em Pó được một bộ bếp ga đây, một bộ rất là mới đây. Đây anh em vừa mới mua cửa hàng này về. Ngân với các bạn, để như thế này cơ. Để xuống ra lại đệ ngựa rồi. Anh thấy là như thế này đi. Bây giờ cái bàn ban của em nó chưa được, anh em mình cũng khá là nguồn nhân lực khá là hạn chế.
rất là nặng như này không nâng nhấc lên được, tức là tạm thời là để lên cái bàn này trước hay là bàn này trước đi nhỉ em? Được mà, để cái bàn làm cũng được mà, để mà khi nào em bảo anh trai dạy và đi nhờ hai bà con về giúp em nữa. Cũng phải nhờ bà con về giúp thì vâng, cái chỗ kia nó dày nặng quá. Rất là nặng. Ừ. Tiết tấn đa đấy chắc là tả hơ tạ rồi đấy. Đúng rồi. Nhìn nó dày nó. Nó cũng cả rộng. Vâng. Chỗ là không có chỗ cầm. Vâng vâng. Cái này đường mà đã đi vào rồi. Đúng. Cho vào trong này đi con. Thế để tạm biệt cho nhé. Vâng. Để vào máy cho anh. Mở cái rẽ vào cho nó chặt đi. Ê, anh Dượng, em có cái tô vít nào không? Cho anh mở cái. Lắp hộ anh. Okay. Cho em mở cái tô vít kìa. Vâng. Để anh cứ xoay vào đây để cho dưới. Đây. Mấy anh em vào lâu chưa? Em vào cũng khá lâu anh ạ. À, thế à? Đường may hôm nay là không mưa nên đi cũng dễ. Đúng rồi, nếu mà... Đường mưa thì bọn em không lên được. Mưa thì chắc chắn là không lên được. Anh... Chú thì chú cũng vừa đi xe, đường lên trên này cũng hơi dốc ấy. Khó hơn đường bên nhà chú Di nhiều ấy nhỉ? Nhiều. Chê đường đá nhưng mà bây giờ người ta đổ bê tông hết rồi đấy. Đổ bê tông là ngon rồi. Vậy. Về vậy em, cảm ơn. Đâu rồi cái ốc kia đâu nhỉ? À, ốc ở dưới ốc này. Đấy. Có ai có đấy. Được rồi. Nó còn hít rồi mà. Hay có ốc đấy và làm được rồi. Được rồi. Vậy. Đâu anh? Đây cái tô vít đây. Cái này có tháo được đấy. Không? Rút không được ra nhỉ? Ui, rút không được ra thì không biết vặn cái này đâu, cái này nó ấy rồi. Đây em thử nè. Không được nhỉ? Ờ không, cái này không, nó là một đầu thôi. Đấy, em mượn cái ấy đi. Cái hai chiều anh có. Bên chỗ anh em đội team của bản sắc dân tộc cũng như là mấy hoàn cảnh của bên bản sắc dân tộc cũng khá là nhiều, giống như bên của em Dính ở phía bên kia này, chỗ nhà em Pó ấy, vâng. Bên cô bác cũng đã hỗ trợ mua con bò và không biết là bên em đã biết chưa, con bò đấy đã đẻ rồi em ạ. À đẻ rồi, thế vâng. Thì hôm nay cũng nhận được tin vui ấy, thì anh em team cao nguyên đá cũng muốn vào xem là à. Tin vui của em Dính. À. Nhưng mà Dính là như không ở nhà rồi, nãy vào thấy... Có nhà không em có? Không ở nhà rồi. Vâng. Không ở nhà. Vâng. À. Thì không tin nữa thì anh em mình cứ lên xem là được. Vâng. Đấy, bên bởi là... Ở chỗ con bò đấy cũng đã đẻ rồi. Mừng quá, bây giờ gia đình lại được có được phát triển thêm con vật nuôi. Vâng. Và hôm nọ anh cũng đi vào với lại anh trai của em Pó này cũng đã hỗ trợ cùng nhau anh em làm nốt cái chỗ chuồng của cho nhà em Dính. Dạ, dạ. Tức là nối ra thêm ấy. Mở rộng cái chuồng trại nó ra. Đây là con thêm vật nuôi nó phát triển kinh tế mọi người. Đúng rồi. Trên đấy là để con đực có cái. Con cái? Có cái. À, nhầm con đực. Thôi con đực hay con cái cũng được mà. Miễn sao là nó... là con be được rồi. Đúng rồi, có con thêm con vật nuôi là mình thấy vui rồi. Vâng. Cô bác biết được cái tin này cũng rất là mừng rồi. Rồi, chắc rồi em ạ. Bao giờ cũng phải để cái khăn ở trên này nha em nhé. Để nó chắn. Mình phòng cái... Đây, cái trường dây này, dây của sao đấy, anh em sẽ thử xem nó lên cho nhá. Đây anh vặn ra. Ga chưa lên em ạ. Chưa lên. Bấm chỗ. Em bấm. Bấm một hai lần rồi. Từ. Chưa được. Em vặn rồi. Đấy, lên rồi đây. Mới phải khởi động mấy phát mới được mọi người ạ. Ok. Ok rồi, được rồi. Được rồi. Đấy, chỗ bên này còn chưa ra hết nhỉ. Ga nó đang lên dần dần anh ạ. Đấy. Ok, vậy là đã được rồi, cái đường thêm ga của nhà em có đã được nên quý cô bác nhá. Đây là không biết là vợ em đã biết rồi. Vợ em có biết dùng bếp ga chưa? Vợ em á, chắc là cũng chưa biết bởi vì trước kia thì anh trai nó có gia đình em thì chưa có và cả nhà bố này cũng không có thì chưa dùng bao giờ đâu. Anh bảo này bao giờ vặn thì đẩy cái này dặn vào xong là mới vặn rồi này. Dạ dạ. Em cũng đã được thử cái của anh trai nữa rồi. À, vâng thì anh có nhá, anh để ý khi nào mà anh mà dùng xong ấy thì em phải khóa lại. Dạ. Anh khóa lại nhá, khi mà anh mở ấy, anh mở thì anh vặn ra như này này. Vâng. Theo chiều tay phải ấy. Dạ.
Còn lúc mà anh đóng là thì theo chiều kim đồng hồ. Vâng, vâng. Nhưng mà khi mà anh vặn ra thì phải ấn nút này để nó lên ga nhé. Vâng, vâng. Rồi khi anh bật lên thì mới được. Vâng. Nhớ là bao giờ dùng bếp ga này phải bao giờ khóa vào phải an toàn. Vâng, vâng. Và ví dụ mình đun nấu cái gì ấy thì bao giờ cũng đừng mà đi đâu làm việc gì quá lâu nhé. Vâng, ừ. Vâng. Ví dụ mà mình đun canh, nấu canh chẳng hạn thì đi một lúc thì trong khoảng 50 phút là quay về mình cũng để ý xem cái bếp ga của mình. Vâng. Cái này không phải là đun cụ đấy. Cái này lúc mình đun thì mình không phải là đi lạc xa. Rất là nguyên niệm. Nếu mình đu luật rau hay là đu cái gì thì mình cũng phải để ý. Vâng, đấy. Vâng. Lúc trí thì mình mới được đi làm. Vâng, thế thì mời anh ấy uống nước đây. Thế hôm nay được con Trúc và Lưu Tiền mua bộ lấy ra cho em có rất là vui luôn. Rất là vui. Cảm ơn đến xem của anh Long và cả con Trúc. À, đây có bộ ấm chén nữa à? Vâng, đây có cả bộ ấm chén đây. Dạ, để mình ngồi cho anh ạ. Ủa cái này cái gì đấy em? Đây là chè anh ạ. Cái này của anh Long tặng chè em cho. Vâng. À, anh Long tặng chè à? Và đây là cái phần quà của anh Long có tặng cho anh Phó. Bà cái ống chè đấy. À, ống chè. Vâng, vâng. Anh chè này chè của nhà anh Long à? Vâng. Vâng. Tôi nhiều nén vào ấy nhỉ? Vâng, thế nhiều giống ở cơm lang anh, nó cũng bị nén vào. Anh Dương ngửi có mùi gì không? Là thơm. Thơm à? Ừ, thơm. Thơm. Thế là bịt là cũng lấy giấy bịt vào hay như nào? Không có cái lá đây, như em nghĩ là lá chè. À, lấy lá chè bịt luôn. À, lấy lá chè bịt. À, đấy à. Xanh điệu nhỉ. Chè lam. Chè lam. Đúng rồi, chè lam đúng không? Vâng, chè lam. À, thế cái chỗ này cũng dạng giống như kiểu là có được thui thui qua rồi ấy nhỉ? Đó. Nhà anh, em mời nước rồi. Rồi anh xin. Vâng, vâng. Nhà anh cơm lang. Anh cơm lan. Anh dùng cái chén của bên đấy. Dạ. Anh cứ uống thử xem. Mời anh Dương với anh Phó uống nước nhá. Mời anh em uống nước. Mời anh Dương vào. Mời à, đây cái chè vừa mới đây đúng không? Vâng. Đó. Giờ mới pha. Ủa thơm nhỉ? Thơm giống như ở có cái vị nó vẫn giữ được cái vị chè lá, chè xanh ấy. Vâng. Đấy. Rất là thơm. Không đắng lắm. Ngon không anh? Ngon. Ngon. Nói chung là để mình thưởng thức chè về các cụ. Mình quá xong một lúc đấy. Mình để tảng ấy, em ché uống nước xong đấy, tí mình ngấm nước thì em trong miệng mình có em một thức à ngọt ngọt tức là phải nhâm nhi chén chè xong một lúc sau mình mới cảm thấy ngọt vị ngọt đúng không? Và. Anh biết tại sao có vị ngọt không? Bởi vì nó có chè là có hơi chút đắng ấy, khi mà để lâu ấy thì cái phần cổ họng thì sẽ rất là ngọt à, hơi ngọt ngọt thôi. À. Vợ con đi đâu rồi em? Vợ con lên đi ở bên ngoài rồi thì em lên ở trên đấy giúp em Vân xoại nữa thì em bảo mẹ em cắt gọn giúp cho em. À. Rồi. Mẹ Vân về hộ cái gì? Vâng. À, cũng nhân đây hôm nay vào đây chỗ nhà em có ấy thì cũng được rất là may mắn được cô Trúc ở bên Đồng Nai. Dạ vâng, cô Trúc ở Đồng Nai. Nhà em có bếp ga này rồi đã ấm chén uống nước này. À, vì để cho gia đình của nhà em có thì cũng thật sự là rất là cảm ơn bên kênh Cao Nguyên Đá cũng như là cô Trúc đã gửi khoản hỗ trợ này đến cho gia đình của em Phó. Một lần nữa em Dương xin chân thành cảm ơn ạ. À. Còn em nếu như mà lúc nào bận quá ấy, thì không liên hộ nhà em Vân được thì thôi, vì là trong cái khoảng thời gian này thì anh thật sự là em cũng đã đi hỗ trợ nhà em Vân rất là nhiều rồi, em còn bị ngã xe nữa cơ. Và à, em anh có ngã xe à? Vâng. Em có cũng bị ngã xe đi là nhiều, nhưng mà em cũng không muốn đi rồi, nhưng mà tấm lòng của em và bởi vì là em Vân cũng một mình thôi thì không ai giúp, và chỉ có anh chứ một mình em không lên nữa thì chỉ có anh chứ một mình thôi thì không ai giúp nữa thì tấm lòng của em cũng rất là muốn đi giúp đỡ em Vân một hai ngày nữa thì chắc em không rảnh nữa rồi, thì em chắc là phải chờ khoảng tầm 1-2 ngày nữa thì hết rồi nữa thì em không dành em lại đi là công việc khác rồi thì em sẽ cố gắng giúp em Vân để mà chợ cái phần vật liệu đấy về đến nhà đã. Anh cũng đang sợ là trời mưa đây này. Vâng. Nếu mà trời mưa thì cái công trình của chỗ nhà em Vân thì chắc chắn là phải hoãn lại nữa tiếp, và cái công trình ở bên khâu vai của chỗ nhà em Lệnh ấy, nếu mà mưa thì xây các thứ là không bao giờ làm được. Vâng, hiện tại mấy hôm nay là trên vùng cao này mưa nhiều lắm. Vâng. Nhà em Phó lên trên đấy có xa không? Có chứ. Khoảng tầm 4-5 cây. Vâng, 4-5 cây. Con đường cũng dắp lên đến tầng lớp luôn. Thế thì anh em mà uống nước sau thì sẽ đi lên xem con bé nhà anh Phó nhỉ? Okay, à, nhà của Dính. Dạ. Dính là như bằng tuổi em hay sao nhỉ? Em 22 tuổi rồi.
Em dính 201 này. 201 à? 201 à? Thế thì ít hơn em 1 tuổi. Em dính rồi. Tôi xin phép nếu mà anh em có lên trên chỗ nhà em dính ấy, thì chắc em có dẫn mấy anh em bên cao nguyên đá lên nhá. Anh dạ. Thưa quý các bác là bởi vì hôm nay em Dương đến đây vào trao quà cho của anh Lý Thai, cho nhà anh Cơ. Còn có cái phần quà của bốn bà cháu Mù nữa thì chắc em Dương cũng xin phép sang bên đấy để mình trao nốt phần quà cho bốn bà cháu ạ. Nếu mà anh em đi lên chỗ nhà em dính thì... tiền em có đưa mấy anh em lên và cũng rất là cảm ơn mấy anh em rất là vất vả với lại gia đình nhà em có nhé. Cảm ơn anh em đã dành chút thời gian về đây nhé. Ok em có gì đâu. Đi anh em đi thôi. Chào anh nhé. Anh này là chào anh. Anh này là anh trai của em ạ. Anh trai ruột luôn à? Dạ. Vâng. Thế có chút công việc bận lên trên nhà phần để mà ăn bữa cơm nữa thì em đưa anh trai giới thiệu cho các anh đi trên con bò của em. Của em dính. Em dính. Dạ. Em có chút công việc bận, bây giờ cũng gần tối rồi. Thì em vẫn bảo là em không lên thì không được. Em tấm lòng của em rất tốt, giúp em vẫn mấy ngày rồi thì em không lên. Vâng, thì nếu thì anh mà có công việc bận thì anh cứ đi thì cũng nhờ anh trai của anh dẫn bọn em đi xe con dạ, be. Dạ, dạ. Vâng. Thế ở chỗ là một chùa từ... Thế phiền anh một chút nhá. Không sao đâu. Vâng. Thế em đi ạ, em cảm ơn anh nữa. Không sao đâu. Cảm ơn em rất nhiều, rất là vất vả cho em. Không sao anh ạ. Đi đường này à? Đâu chứ? Ê, đây là giới thiệu mọi người, đây là nhà em dính. Ơ, nhóc chạy nhỏ. Em dính với chưa về mọi người ạ. Thế con be nhà em dính nè. Ủa, cái chuột chăn nuôi quả em dính cũng khá rộng nhỉ. Rộng, nhỉ? Vâng. Ôi, đây rồi mọi người ạ. Ôi. Ôi, con này đẻ được... Bao nhiêu tháng rồi? Chắc là chưa đủ tháng. Chưa đủ tháng à? Ôi trời ơi, con be đã yêu quá. Được mấy tuổi rồi? Cái đấy thì chắc được... mấy ho nào mà cho 20 ngày thôi mà 20 ngày quá hai mừng rồi, mừng cho em dính rồi, được con bé rồi, có con bé vâng. Có cả một đàn dê nữa à, đàn dê phía bên kia đúng rồi, 1, 2, 3, 4 ủa na con nhỉ, có một con đực kìa, bố có cái nhỉ, đúng rồi bố có cái. Ôi, nhưng mà sao ở trên này là có cái cham và giải mấy cái tên bái ở trên đấy? Ngủ ở trên xe bồ đây. Ô, anh ngủ ở trên này? Ừ, thì tại dính này. Dính ngủ trên này để trông bò à? Ừ. Ôi. Sở ở đây thì sát nữa, khổ này ăn trộn nhiều lắm thì chắc là sở. Thế ra ngoài bà bỏ đêm thì phải ra bên này ngủ để trông bò. Đúng rồi. Con bò này cũng hơi mất vệ sinh, mùi lắm mọi người. Có bò trước rồi, anh Long mua cho gia đình em dính thì hôm nay em ria với em già vào tham. Thế thì em ria cũng rất là vui là bò của em dính đã đẻ rồi. Đấy. Thì cái này thì em ria với già tí tối về thì sẽ báo cho anh Long, chắc là anh Long cũng rất là mừng cho gia đình mừng rồi. Con vật nuôi của em đấy đã thêm một con be nữa để phát triển kinh tế. Thấy con be khỏe mạnh thì hiện tại thì anh rất là anh em xin phép xuống thôi. Bên đường khổ này cũng chắc là bên ngoài. Vâng. Ôi, bên này không có cửa rồi, phải đi qua đường này nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Cái này là cái lứa xác để gạt nó thỏ đi từ dưới đấy. Rồi. Nhà khác đấy. Vâng. Lên nhà anh Cơ. Anh Cơ ở nhà bên kia kìa mọi người. Phía bên kia đồi ấy, là có phía nhà bên đấy. Là anh em có một phần quà một cô trao đến nhà anh Cơ. Là bị chấn thương ở chân ấy. Thì cũng có nhờ em Pó, anh Pó để mà dẫn hai anh em cháu đi, nhưng mà anh Pó lại đi công việc rồi. Thế anh Pó cũng có bảo là sẽ nhờ anh trai của Pó nhà anh. Vâng. Là anh em cùng đi sang thăm hoàn cảnh nhà em anh Cơ. Vâng. Thì anh hiện tại cũng đang ở kia phía bên này mọi người. Tí lâu rồi. Tony ông đó thả luôn chưa? Thì anh trai của Pó sẽ dẫn hai anh em cháu đi sang thăm nhà anh Cơ nha. Thì anh một chút nhá. Được. Vâng. Thì mọi người ạ, nãy cho cái phần quà đến nhà anh Pó ấy, thì cô Trúc ở Đồng Nai cũng hỗ trợ anh Diên là 500.000 phụ phí đi lại nhá.
Thì hôm nay anh Long cũng có nhờ em trao lại cho anh nhá. Dạ. Cô chú có gửi 6 triệu. Thế trong đấy là 5 triệu là hỗ trợ anh Pó là mua bếp ga này, nồi điện này. Đấy, và mua những bộ ấm chén nữa. Thì 500 còn lại thì sẽ trao cho anh, trao tiền mặt cho anh. Vâng. Vâng. Đây. Vâng. Em xin gửi anh nhá. Vâng. Thì hôm nay thì em già với em riêng đấy đã với mua cái phần cái phần tiền của con gửi cho lên cho anh Long. Thì hôm nay thì em riêng với em già hai em mình, anh em mình đã mua có một bộ bếp ga này, cái ống ché này đầy đủ rồi. Thì hôm nay em riêng nhận được cái phần quà của Hà có chúc ở Đồng Nai, thì em riêng cũng rất là vui. Em riêng không có gì, chỉ có một chúc lờ bé con chúc luôn luôn mạnh khỏe và gia đình con thật nhiều hạnh phúc ạ. Vâng. Thì hiện tại thì thời lượng nội dung cũng khá là dài rồi mọi người. Thì anh em cháu cũng sẽ nhờ anh Súng, anh trai của anh Pó dẫn anh em cháu đi sang nhà anh Cơ bên kia mọi người ạ. Thì nội dung khá là dài, anh em cháu cũng không thể chia sẻ hết được. Thì sẽ hẹn gặp quý cô bác, anh chị và mọi người ở nội dung sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào mọi người, hiện tại Cao Nguyên Đá đang có những sản phẩm đó là mật ong hoa bạc hà là 550 một lít, mật ong rừng là 400.000. Các bác lấy từ 2 lít trở lên sẽ được miễn phí tiền vận chuyển. Mình bao gồm ship cả khắp cả nước. Ngoài ra còn có sản phẩm là măng khô, có hai loại măng dối và măng miếng. Tiếp theo nữa là có hạt dổi, quả ốc chó và hoa đu đủ khô nữa. Ngoài ra ở đây có một sản phẩm rất đặc biệt, đó là rượu ngô men lá ngâm với sâm cao. Quý cô bác mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại ở ngay trên góc màn hình. Những sản phẩm của Cao Nguyên Đá bao gồm sẽ có tem và logo của kênh để mọi người có thể nhận diện, tránh trường hợp bị đánh cháo, cũng như là cách đóng gói là rất là cẩn thận, bao gồm là có một phần màng ni lông ở đây tránh trường hợp bị bóc khi trong quá trình ship hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.